cả nhà ốm, thay đổi ra mùa. Ui dồi, cả gà cả cây này. Vâng, là một xe này hoành tráng đấy. Cả gà cả cây. Bao tiền cây này đấy? Bao tiền cái này đấy? 25 triệu. Giả chát luôn. Đây, đây. Đấy, đứng xa, cái này đứng xa. Đứng xa. Đấy, những ngày sướng này. Gà khế. To nên phải đứng xa phát đã. 25 triệu à? Ghê đấy nhỉ. Biết mang số điện thoại gì không? Hả? Không mang số điện thoại vào đây. Số điện thoại à? Số điện thoại của ai nào? Chủ cây là ai nào? Đọc số đi. 0979 rồi. 138 611 rồi, ok. Từ đây rồi. Anh em ra phối đâu chưa? À đây, bác bảo cái này gì? Đưa phối gì? Đâu vợ? Vừa, sao nay đi một mình thế? Ông chủ đâu, nay đi một mình thế mà chị? À thế à? À thế à? Ai cái này mặt mặt trước kìa. Cái này của ai đây? À lực à, lực. Lực. Em ơi. Xem cây anh à? Ờ. Được hết nhỉ. Hôm ba vai làm điền. Mấy tiền anh? Mấy tiền? Này 18 triệu. 18 triệu. Tốt khô. Nhìn lá xuống chưa? Quái. Nhìn lá xuống chưa? Già lắm, người ta đang ngồi lại tí rồi chứ còn nó thế này đâu. Chứ nó mà bình thường già lắm rồi, sẵn xít hết này. Con này dễ ra đi lắm. Con này chỉ nuôi cái này, nó qua bằng này, nó thành ba bạn đây. Đấy. Rồi, biết rồi. Đấy mới là cân chuẩn. Con này được. Một làng đẹp. Quách 45 phân. Đấy, chất tiền ở trên. Chất này. Đẹp. Vai này trên, vai này sau này đẹp. Giờ lại to rồi. Đây của anh Lực. Chân nuôi mà, nuôi là dòng này nuôi được nhanh. Những cái này nó biến rất là nhanh, nó không như xanh quê. Xanh quê nó chậm, chậm biến. Xanh quê có một số dòng nó biến rất nhanh, không kém gì điền, thậm chí có một số dòng nó còn nhanh hơn cả điền. Đấy nhưng mà ít.
anh Điền thì nó rõ ràng là ví dụ ta lấy về phôi ta nuôi là chắc chắn nó biến. Quê thì rất lâu. Rất gấu. Con này gấu. Con này nuôi xong dọn dẹp con này sạch sẽ đi. Nuôi những dễ thì mình có để nó bồi nó khỏe. Đẹp đấy. Đấy, cả chậu cụ đẹp. Xanh cổ. Đây à, của bác đây à? Con này là bao tiền đấy bác? Con này bao tiền đấy? 55 triệu. Bao nhiêu? 55. 55 đồng. 55 triệu à? Vâng. Cái gì già bền hết dễ được. Xong cây này hợp với các cụ. Cái này hợp với cổ nhất đấy. Chơi dáng cổ. Trực. Lên chi người trực cho này. Cái này dáng gì? Hàng to hàng đại. Chào bác cả nhá. Đấy. Bông tán thì không đếm được nhiều lắm. 55 triệu. Bác chủ đây. Bác chủ đọc số đây cho anh em ở xa mà biết thì gọi alo giao lưu. 0978 02 02 6769. 6769. Rồi. Tên gì bác nhỉ? Quyên. Bàng Quyên. Quần Thụ. Đắk Lắk. Nhìn chi thì cũng đúng. Đây cảnh nó quấn vào nhau. Mệt quá các bác. Mệt quá. Ồ. Đâu còn những cây nào dưới này không? Có cây nào dưới này không? Không. Có một cây này. Đấy. Những cái chậu như này mà nó nhiều sau ngâm nước cho nó cũ cũ ấy, nhìn nó trồng hay lắm. Nó không nặng, nó nhẹ. Xi được không? À, kinh ấy. À xi à? Mùa đấy bắt kiểu mua. Xi. Bắt chuẩn đấy, bắt chuẩn đấy nhỉ. Bao tiền bác? Bao tiền đấy? 2 triệu. 2 triệu. Bắt chiều qua về rồi. Đấy, chậu đẹp chưa? Chậu đẹp đấy. Đất này bắt chiều qua về. Là con này rồi, con đây, con đây. Cái này thì chắc nhiều tiền nhỉ? Thế nào? Cái này chắc đây 5 triệu. 5 triệu. Tiền là như thế này. Tiền. Thì bớt cái này không, người ta bảo thịt quê. Đấy. Thì thuận bán hàng ấy. Bớt ít lạ ấy. Đúng rồi đấy. Gì tới chuột đẹp đấy. Chứng minh luôn. Hả? À. Đấy. Bắt chiều qua về. Đẹp đấy. Cả Lộc Vương nó biết ngày nữa đâu không? Không. Bác nhỉ? Cả Lộc Vương nhỉ?
nó quên đấy. Một vườn này chắc nhiều tiền lắm nhỉ? 2 triệu. Lục lá. Bảy thân một gốc. Rừng đấy, rừng đấy. Rừng là vườn đấy. Đây, có cái cây xanh ngắn cổ tùy giá cả cũng cao mà thứ hai là nên tìm người chơi phù hợp không độ già đó thì không được bàn đây. Chợ ông vắng các bạn, các ông đi triển lãm đi suối tiền hết rồi.